Xin chào tất cả các bạn nhé. Ngày hôm nay thì mình vừa mới nhận được một con ốc máy bay. Một con ốc máy bay nhé. Ốc này thì của máy bay Mỹ. Không biết là máy bay vận tải hay là máy bay trực thăng. Thì có một anh ở trong Đồng Nai, nhà gần Tổng kho Long Bình, anh ấy gửi cho mình. Đấy. Gửi cho mình để mình đánh giao. Và anh ấy muốn xem là cái thép này làm dao có ngon không. Nếu mà có thì thứ này anh sẽ gửi ra cho mấy con để anh ấy làm dao. Còn cái này là anh ấy cho mình. Đấy. Cái trên đầu con ốc này thì các bạn thấy này, nó có cái mã này N, đây là NAS. Có đánh mã số này NAS 632. Đấy, bên này thì có chữ D. Đây, chữ D. DA thì vậy. Đây DA các bạn thấy DA. Đấy, DA. Đấy, có mã số nhá. Một ốc máy bay, con này thì đánh được một con dao mèo cỡ nhỡ. Thế phần này thì mình sẽ mài đi để nó không có đường ren nữa. Chỗ này là mũi, chỗ này thì nó làm phần cuống dao. Con ốc máy bay, loại này thì mình thấy là làm dao rất là ổn. Thép sáng. Còn giữ cạnh thì ok. Tí nữa thì mình sẽ làm xong dao và mình sẽ lên cái cán và vỏ sẽ là gỗ nu bằng lăng nhá các bạn nhá. Đấy, nó vừa đẹp, còn thích hợp cho các bạn. Nó là thích sưu tầm dao này, thích lấy dao về để trang trí, trưng bày, đấy, đẹp mắt. Đấy, mời các bạn hãy theo dõi clip của mình. Con này thì mình sẽ mang đi cho chú rèn tay, chú ấy đập. Đấy. Đấy, các bạn hãy theo dõi clip của mình nhá. Đấy, đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin mời các bạn hãy theo mình để xem để rèn con dao từ ốc máy bay nó như thế nào. Bây giờ chú xin nghiên cứu đánh cho cháu cái con ốc máy bay này. Có một anh là anh ở trong Đồng Nai, nhà gần Tổng kho Long Bình, là anh ấy gửi ra đánh này. Bây giờ thì chắc là chú mài cái chỗ này đi để làm phần mũi dao nhỉ, để cho nó không có ren. Còn cái phần này thì mình sẽ đánh là để làm chuôi dao, đúng không? Cái này thì chú đánh cho cháu là con dao mèo mũi cụp, cứ đánh hết tầm. Vâng. Nhưng mà đánh hết tầm thì chắc cũng chỉ được khoảng 24 là cùng. Cháu nghĩ nhỉ. Vì nó con này khoảng 3-4 lạng thôi mà. Chú sang chỗ này thì xử lý như thế nào? Thì có đánh luôn được để làm ấy được không? Lỗ như mình làm cán thôi. Cán này ở đây là mũi thôi. Đúng rồi, về mình mải mái này đi để nó không có ren nữa. Vâng. Xong cái tầm bên này. Rồi. Bây giờ là. Ôi. Okay, bây giờ thì chú đã mài xong cái con ốc này rồi. Bây giờ thì sẽ cho vào lò. Cho vào lò để rèn. Đây. Đánh con dao, cái đầu ốc thì mình sẽ làm đó là cuống dao. Đấy, tí nữa thì chú sẽ thử tôi một ít thép xem là đánh nó có gãy không. Ốc trước mình làm rồi nhưng là cái loại ốc khác, không phải là cái loại ốc này. Đấy, chú đang đập bẹt bẹt ra để tí nữa là thử đấy. Phải thử cho nó chắc ăn, không đến lúc đánh thành dao rồi mà nó lại không thành thì rất là mất công. Dạ, từ 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 từ
chưa? Rồi từ từ nha, nó bảo đập thì chú đập nhá. Ok chưa? Rồi ok đấy, các bạn thấy không ạ? Gãy rồi chú ơi. Bắn ra rồi đây. Ừ, bắn rồi. Đấy, ok đây, màu mỏ nó bắn ra còn đây luôn. Nóng không? Đấy, hết nóng rồi. Cái kia nó chưa, chú chưa đến. Đây. Mảnh gãy đây các bạn thấy không? Đấy. Gãy thì sẽ làm được dao ngon lành. Đấy. Gãy dài chú. Gãy dài là tốt hơn đúng không? Gãy dài chứ còn đập vài phát nó mới gãy. Vâng. À, còn gãy một phát kia vài phát mà nó vỡ thành mảnh vụn như là thế là giòn. Đúng rồi. Chết nhiều. Đấy, được của nó đấy. Vâng. Cụp với cháu, à, cái bầu hơi hơi hết hết. Hơi hớt hớt chú ạ. Để đánh nó đẹp, dáng nó lạ lạ, nhìn nó hay. Sợ kẹp không chú? Cuống có kẹp sợ kẹp không? Bên này cũng mài chứ. Vâng. Đập ra đó. Dầu gì mà dầu đây? Dầu tham việc à? Nghèo tham việc. Tầm 22 chứ nhỉ? Chỗ lưỡi đằng trước là chú cứ cho nó cong cong bầu với cháu ấy. Vâng vâng, cong 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 bầu nó đừng thẳng mà. Như mũi giáo. Nhìn nó xấu ra. Nói chung là vẫn còn chỉnh dáng nhiều.
hơn 22 rồi. Các chỉ là hơn 22 này. Cơ bản thì con dao bây giờ nó cũng đã bắt đầu xong rồi. Rưỡi dao rơi khoảng 22,5 cm như thế này. Nó hơi gù quá đấy, hơi nhọn quá, hơi lưng hơi dốc quá. Ngay cho cái mũi đập cho cái mũi hớt một tí. Hớt lên à? Hơi hớt một tẹo thôi. Nhưng mà trước lần mình vẫn làm đấy. Cho đến này vâng. Bây giờ chú đang hoàn thiện cái con dao này rồi. Đánh rất kỹ hai mặt để cho nó đảm bảo là đánh tay là nó phẳng nhất có thể. Chú đánh rất là cẩn thận. Còn đỏ nào nữa chú, hay là đỏ này xong rồi? Đỏ này xong rồi đó. Bây giờ thì chú sẽ đóng dấu kênh của mình lên trên con dao này. Ok, rồi. Đâu cho xem nào. Đó, đây là thương hiệu kênh. Bây giờ thì chú đã mài xong dao rồi. Bây giờ thì chú sẽ tiến hành tôi. Một bước quan trọng trong quá trình làm dao là cái bước tôi dao này. Đánh thành hình rất nhiều người có thể làm được, nhưng mà để tôi được thì cũng không phải là ai cũng tôi được. Tổng chiều dài giờ bao nhiêu chú nhỉ? 22 cm nữa. Rộng mấy? 4,9 gần 5.
rồi, con dao này đã xong này. Bây giờ chú sẽ mài thử xem là cứng kiếc nó như thế nào. Đây chú, mài chú cháu. Thế sẽ mài thử xem là cái độ cứng nó đạt chưa. Thế nào chú? Bám không? Bình thường thôi đúng không? Ừ. Xong rồi chú? Tập chưa? Thằng này trước từ làm rồi. Thế ok, thì bây giờ mình sẽ về để tra cán với vỏ. Đang tính là tra cán nu bằng lăng đây, hay là tra gỗ cẩm chuột. Tính về thì sẽ lấy gỗ. Đây giờ thì mình đã làm xong cái con dao làm từ cái bu lông máy bay này. Bu lông máy bay nhá. Con này lưỡi dài 22 cm, sống dày 6 ly. Cán vỏ là gỗ bằng lăng, loại gỗ rất là tốt. Gỗ có bám nu nhá, có nu bằng lăng nhá. Loại này thì rất thích hợp cho các bạn đó là đi câu cá. Đi câu cá này, đấy, chặt những cái cành nó phát những cái cây nhỏ hay là mổ cá này. Đấy, mổ cá. Đấy, chú ấy rèn thì luôn luôn đóng cái dấu cho mình là KPMN khám phá mỗi ngày. Còn dao của bác thợ rèn tóc dài thì bác ấy đóng dấu là 2 sao các bạn nhé. Để phân biệt. Dao mình đã mài bén rồi này. Đấy. Loại này thì nó thuộc những dòng thép như là mình có thể là như kiểu là mình sưu tầm ấy. Chất thép cũng rất là tốt. Mới mài gọi là bén cắt giấy nhá. Đấy. Còn mài nữa nó còn bén nữa cơ. Đấy, chặt này ok thoải mái. Nhưng mà chặt thì cũng chỉ chặt những loại cây bình thường thôi, chứ còn dao nhỏ này thì nó thích hợp đi câu. Để chặt những cái cành cây cỡ với bằng cổ tay này, đấy, cỡ bằng cổ tay này mình chặt thoải mái. Đấy, các bạn xem này, các bạn nào thích thì các bạn cứ IP trực tiếp cho mình nhá. Đấy, con này thì mình đang bán cho các bạn muốn sưu tầm và chơi thì nó là giá là 650.000 bao ship. Đấy, rất là rẻ. Giá này phải nói là nếu mà là thép bu lông máy bay với cái giá này thì mình cam đoan với các bạn là giá này là cực kỳ rẻ rồi. Đấy, cái này thì mình không có một tí lãi nào luôn đấy. Không lấy lãi các bạn luôn, chỉ đủ tiền công thôi. Đấy, thậm chí là cả tiền gỗ vào thì còn lỗ cơ. Đấy. Này bán thì gọi là cuối năm rồi. Nên là mình vừa muốn cho các bạn sưu tầm thôi. Đấy, bạn nào thích thì liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại 0979110188 nhé. Ngoài ra là đây là một dao chặt gà của chú thợ rèn đấy, chú ấy đập tay, chú ấy không có bố máy. Đấy, thép là mình phải đi dàn ra cho chú ấy trước. Đó, chú ấy chỉnh sửa đấy, dấu kênh đây. Đây có dao chặt gà nhá. 250.000 bao ship cán gỗ muồng. Đấy. Con này thì là cán gỗ mun khâu đồng thật là 320.000 bao ship chặt gà. Đấy, dao thái. Con này dao thái này. Cán gỗ bát giác khâu cẩm, gỗ cẩm, khâu sừng. Con này là 300 bao ship này. Dao thái nhá, dài 23 rộng 6. Dài 23 rộng 6. Đấy, còn con dài là con dao mèo. Dao mèo nếu là cán gỗ mun thì cũng là cán gỗ cẩm. Xin lỗi, là cán gỗ muồng thì vẫn là 250, còn nếu cán gỗ mun thì vẫn là 320 bao ship nhá. Đấy, lưỡi dao là từ 28 đến 30. Đấy, dài hơn thì mình không làm nhá. Chặt cây cối các kiểu ok này, sống dày 6 ly thuôn dày về mũi này. Đấy. Đấy, bạn nào thích thì IP cho mình nhá. Tất cả những con này là thép lò xo tàu hỏa hết. Những con này thép lò xo hết này. Đấy. Giá đã bao gồm cả phí ship. Bạn nào muốn con ốc máy bay này thì cứ IP trực tiếp cho mình nhá. Số điện thoại 0979110188. Đấy, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ cho mình nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video lần sau.